Cái này á, là Too Faced Action Ultra, chị Phượng rất là nói bằng cái bài này rất là nhiều lần. Mấy chị có thể về nghe lại cái A-Shop Too Faced Action Ultra của Phượng. Trong này là nó có cái Itocin. Itocin nó làm cho cái sự đàn hồi của da, săn chắc của da, da lên giống như là em bé còn nhỏ vậy đó. Tất cả sau 25 tuổi thì cái da của mình bắt đầu chảy xệ và cái giàn giáo ở dưới bắt đầu nó sụp xuống. Thì cái Itocin này của bà Chantel, mấy hôm nay mấy chị cũng nghe rồi, nó sẽ dựng cái giàn giáo ở trên, làm cho cái dưới nó nâng cái cơ lên để cho cái da mặt nó phính lên, và lúc đó mình sờ lên thì nó sẽ săn chắc. Đó là cái công dụng của A-Shock True Face Action Ultra, không xóa nếp nhăn nha, nó làm cho da săn chắc trở lại. Vì như vậy cho nên khi mấy anh chị có thể sử dụng sáng một viên, tối một viên. Mình rửa mặt như bình thường, và chị Văn Lan thì cũng có một cái idea là mình mix với cái nếu mà chị nào có cái gọi là serum, mình mix với nhau thì nó nhiều hơn future serum mình mix nhau, thì cái đó nó cũng có kết quả rất là nhanh. Cái mặt của Hà này tối hồi hôm tới bây giờ, ngày hôm qua mấy anh chị gặp Hà là thấy mặt xệ xuống, nhưng mà tối hồi hôm làm xong thấy hết, chỉ còn một chỉ cần một viên. Cái cách thức này thì mấy anh chị có thể là đi demo. Mấy anh chị mới biết là chỉ cần chỉ trong vòng 3 phút thì mấy anh chị có thể nâng cái cơ mặt lên và làm cho cái da mặt họ săn chắc. Khi mà cái da mặt săn chắc thì mấy chị sẽ thấy cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Mình có thể demo với tất ba cái loại tuổi 30, 40 và 50 và trên nữa. Mình đừng có sợ là không có nếp nhăn. Mình cứ được biết lấy về cái sản phẩm, mình nhìn cái mặt của Phượng lên là mình đủ biết Phượng lấy làm sao. À, 37 viên, cái mặt nó xích lên. Cái A-Shock, cái gel panic cũng không có đưa cái mặt mình lâu như vậy. Chỉ có cái True Face mới đưa cái mặt mình nâng lâu mà không có bị chảy xệ như vậy. Thì Alan Nagao có dạy cho Hà đến cái chị chắc fire chat ngày hôm qua, với Alan cũng có làm cái demo này cho thi mà lô Hà. Mình ngước cái này ra nó rất liền là rồi bỏ đi. Mình trên này mình focus cho 7 cái điểm huyệt ở trên mặt. Mấy chị chia cái mặt mình đã làm 2, đi đeo cái vòng này đi xa đằng sau cái mặt tai của mình. Đây là điểm thứ nhất, cái điểm thứ nhất. Tiếp theo là cái mép, đi thẳng vào cái chỗ gần cái tai là cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba là ngay cái chỗ này, để nếu mà chạy máy, mấy chị để cái máy 1, 2, 3, 4, 5 xong kéo thẳng lên trên cái đây, thấy trên cái tai của mình. Tức là mình có 1, 2, 3, mình có 3 cái focus. Cái chỗ này là người mới gọi là cái drainage, tức là cái là một cái là điểm chỗ mà mình có thể đưa cái chất mỡ ra ha. Mình kéo lên, rồi mình kéo lên đó. Tiếp theo cái điểm thứ tư thì mấy chị cái tay đến tay phía bên này đưa sát vào trong này, nó có một cái điểm đó. Từ nửa là nửa mặt nha, nửa đây thôi nha, đừng có để hết cái này mà chung vô là tự nhiên cái chỗ này nó thành cái bọc. Một phân nửa đưa thẳng lên và giữ lại. Nếu mà cái cách theo này mấy chị chạy máy cũng chạy như vậy nha. Xong rồi mấy chị bắt đầu từ đây đưa 4 phải không, đưa lên nhích lên và trên này 5, giữ lại 5. Xong lấy hai cái tay bắt đầu đi thẳng, kéo gương lên trên này 6 và 7 nha. 6 và 7, 7 cái điểm huyệt. Mà nếu nhớ là tất cả mấy chị làm đừng có tiếp và làm tới ngay cái rèm này, mà phải vào trong cái chân tóc của mình khoảng chừng nửa phân, phải đưa hết vào sẵn rồi, đưa thẳng vào, đưa thẳng vào, đưa thẳng vào, vào trong cái chân tóc, đi thẳng vào vào trong cái này và để em sao giữ lại. Đó là những cái công thức để mình kích hoạt cái tay. Bây giờ mình lấy cái True Face hồi nãy mình nhắc rồi ha, mình nhỏ vào, mình bỏ vào những cái huyệt đó. Một viên không có cần phải nhiều, mấy chị nói là ô một viên ít quá, nhưng mà thật sự là một viên có thể là nếu cái mặt dày xấu quá xài viên được không chị? Thật luôn. Nếu mà thiếu cái này không phải là phải làm cho nó dày trở lên, mình chỉ cần một lớp mỏng thôi, tại vì nếu cơ thể của mình nó tự tạo ra cái epoxy, miễn sao mà cho nó touch cái da mình là nó absorb vô, thì tự nhiên cái hormone của mình
nó tạo ra cái etosin, chứ không phải là nó mình để cho nó độn lên mà mình phải bỏ giày hay không nhỉ. Cái này nó một cái khoa học đặc biệt, thì Trinh chắc phải phân tích về cái khoa học cái etosin này xong ha. Etosin. Bây giờ mình ăn, bắt đầu mình tao thao tác. Cái chiếc của tao bình thường. Phải là nấm chè. Cái này mình cần lắm. Sorry. Mình làm chừng khoảng vài ba phút để cho nó thấm vào. Nửa mặt làm hai ba phút chị. Làm cho nó khi nó khô thì thôi em. Mình đã cần rửa mặt trước để mình tẩy trang cho người ta thôi. Tại vì nếu mà mình làm kỹ thì mình lấy cái này mình rửa mặt. Nhưng mà bây giờ mình không có cần, mình nghĩa là xé ra mình làm liền để cho người ta thấy là mình không có magic. Nhiều người họ lại nói ồ tại trong cái này có cái này, mình thấy nó nhiều cái step quá đó, thành ra người ta lại cảm thấy là hơi khó khăn. Cái này mình muốn biết cho người ta là mình chỉ cần sức qua đêm thôi, qua sáng hôm sau cái mặt họ vinh lên và họ sẽ thấy cái sự vinh này trong vòng vài phút. Đấy, đèn chị đi khác à. Cũng chúng ta là một cái hình thức instant face. Nhớ nha, lần sau này anh đi tiếp cái gà bánh nước cũng vậy. Cô khi mình xài cái viên này xong mình có cần dưỡng da gì không? Có chứ, nếu mà mình có những cái bộ như là moisturizer gì đó thì mình cũng nhẹ thôi. Cũng nhẹ thôi. Chị, cái này mình bỏ trước khi make up được không? Cái này là cái base, cái bước căn bản. Bà bác sĩ có nói đó, mình cleanse rửa mặt xong mình bỏ, mình apply cái này xong rồi mình bỏ những cái nắng hay là nếu mà mình rửa mặt xong ha, thì đầu tiên nếu mà mình xài bộ Age Lock mà nó có cái serum đó, thì mình rửa mặt xong mình bỏ cái serum trước, rồi mình bỏ cái viên này lên, serum rồi sau đó mình rửa mặt xong mình thoa cái này trước và mình thoa cái kem ban ngày hoặc là ban đêm. Bây giờ là Hà mix cái này và cái serum một shot của cái serum, mình shot một shot xong mình mix serum. Nếu mà mình không nhớ tự mình làm nó cũng có kết quả. Mình chỉ cần để theo ba cái việc đó thôi, bảy cái việc của mình tự mình làm. Nhớ đúng bảy việc đi theo direction tự mình làm. Nhưng mà mình làm xong á, mình biết như sao không? Mình làm. Xong, cái hết rồi, nó sắp sửa khô rồi thì thôi. Rồi xong rồi mình để chừng khoảng 3 phút mình chụp hình cho khách. Mình sẽ thấy cái sự khác biệt nhiều. Cô này muộn lắm, bây giờ phải chịu muộn trước khi làm cái gì cả. Nhiều khi bỏ cái serum mà da mặt nó còn muộn như vậy, nó không có đủ thật nha. Ok, như vậy thôi. Bây giờ mấy anh chị em này chờ thử một chừng khoảng 3 phút đi. Xong rồi mình nghiêng cái mặt lại, anh chị em sẽ thấy sẽ đặt được. Đồng hồ canh đúng 3 phút nha. Thì coi như là nó tạo chấp nhận 3 phút không được cười đó chị. Tạo cái sự săn chắc. Cái Airpods này là nó có một cái được cái chất hiệu sinh đặc biệt, nhưng mà bà Sơn Teo mấy hôm nay giảng rồi anh chị cũng biết rồi, không một chục lần là chục năm đồng. Cái này
Nửa bên này, nửa bên kia. Đúng rồi. Cái lặng. Lặng nó chụp mất tiền. Nào bây giờ nè, bắt đầu mình nhìn thấy nè. Việc đầu tiên hết á là cái mặt nó sáng lên và nó đụng lên. Cái chỗ này bây giờ này nhìn nè. Cái chỗ này nó xệ nè. Thấy không? Nhìn hai con mắt đó. Rồi tới hai cái đuôi mắt. Hải chụp bố xong nha Hải. Dạ dạ, bố xong. Giờ nhớ chưa? Quan trọng là quý vị nhớ được làm không?